Cái ống nước này thì là lấy xuống để mà lắp nước ở trong nhà vệ sinh các bác ạ. Lắp cái ống nước ở nhà vệ sinh ấy. Cái ống nhựa này là ống nhựa Tiền Phong, nó rất là bền. Cái đường này có vẻ như ai vừa phát xong hay không nhỉ? Không ai phát, không biết được. Không phải sợ rằng là làm ơn mắc oán. Mình thay thì nó chiều cũ, nó bảo mình thay mấy chiều. Vâng. Như vậy lấy đi ăn thì có quan khác cho tôi. Vâng. Thì ai bây giờ ai cũng không làm. Sau này thì chỗ trước mặt của ông ấy là mua cho ông thêm hai cái ghế nữa. Để mà ông với Mạnh là nếu mà chỉ có hai ông cháu thôi là ăn cơm ở chỗ này này ông ạ. Rồi ăn cơm xong là nhìn ra view ra cửa sổ bên kia. Lắp nổi thì sau này nó mà bị rò rỉ thì mình còn xử lý được. Nếu mà lắp chim thì sau này nếu mà nó hỏng thì không sửa được, nó phải phá đến gạch. Bây giờ mình lắp xong thì mới ốp gạch thì mình để cái chỗ ống nhựa kia đi thì nó sau này thì... Ông thì bây giờ đã hình dung ra được một chút nào là bàn ăn cơm ở đâu chưa ông? Không biết đâu. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô bác anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, trong thời gian vừa rồi thì cũng được sự yêu quý của các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, thì hiện tại là cháu Lực đang đi vào và thực hiện ngôi nhà của hai ông cháu. Đến cái thời điểm hiện tại thì cô bác thì thực hiện ngôi nhà của hai ông cháu thì cũng đâu đó được là độ tầm 80-90% rồi cô bác ạ. Một cái khoảng thời gian mà cũng khá là dài rồi. Sau khi mà xuống chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cháu thì cũng được các bác cô chú anh chị và được hai chị là Nguyệt Thúy nữa đồng hành cùng cháu Lực để mà hỗ trợ cũng như là trao tặng cho hai ông cháu một cái ngôi nhà mơ ước. Như nhà của hai ông cháu thì là ở cách xa mặt đường lớn khá là nhiều, thì đâu đó là tầm đi bộ tầm phải nói là hơn một tiếng một chút cô bác ạ. Tại thời gian vừa rồi thì mưa lớn nhiều quá, thành ra là những con đường mà cháu được đi ấy, hiện tại là đá đang bị sạt hết rồi, cho nên là thời điểm hiện tại là cháu Lực là để xe cũng tương đối là khá là xa đấy. Cũng rất là mong là tất cả các cô bác anh chị theo dõi hết cái video của cháu Lực thì cho cháu Lực xin một nút like và một lần chia sẻ cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa. Và ở đây thì không chỉ là riêng cháu Lực là bị chỗ cháu Lực là bị sạt lở cả các bác ạ, còn rất là nhiều nơi khác là bị sạt lở. Và thời điểm hiện tại đấy, nghiêm trọng nhất là ở bên Lào Cai đấy, phải nói là cái vụ sạt lở kia cháu Lực theo dõi được tin tức thì cháu Lực cũng rất là sợ các bác ạ. Một cái bản làng mà đang sinh sống rất là bình thường và sau khi mà ảnh hưởng đến cơn bão đấy, để lại cho phải nói là nếu mà ai nhắc đến từ làng Nụ thôi là đều biết tin là cả làng đã bị sạt lở và hầu như là xóa sổ cả làng rồi. Hiện tại thì cháu Lực đang ở đây đợi ông một chút. Vừa rồi thì cháu Lực có mua thêm là vật liệu vào nhà của ông cháu thì đang đợi ông về để mà cùng cháu Lực đi ra bên kia để mà vác về một chút của bác ạ. Tại bây giờ thì xin mời các bác là theo dõi hết video các bác nhé. Và cháu Lực sẽ cập nhật cái tiến độ làm nhà ngày hôm nay của mấy anh em thợ là làm như thế nào rồi cho tất cả các bác là cùng biết. Sau một cái thời gian chờ đợi thì cũng đã thấy là bóng dáng của ông là lên trên này rồi các bác. Ở đây thì những cái đồ mà cháu Lực để được trên xe thì cháu Lực là để đây. Hôm nay cháu Lực là mua ống nhựa của bác ạ. Đồ ở bên kia ông ạ. Vâng, tại vì ra bên này không đi được một tay ông ạ. Ra bên này đi đường này đi một tay không được đâu. Đây, cháu gửi cho ông cái mic này. Đấy, ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào quay ăn các chị nhá. Nắng thế này ông không đội mũ à? Không đội, hôm nay về mát mà. Có vẻ như là vừa rồi ông từ dưới kia lên thì thời tiết vẫn còn mát mát đâu nhỉ? Vâng. Vừa rồi ông đang uống nước ở nhà của nhà bác của anh Phong mà. Vâng. Trời mưa thì phải nói là mưa rất là dày đặc và mưa rất là nhiều. Còn trời nắng thì cũng tương đối là khá là nắng các bác. Không biết họp cái gì ạ, tí ông đi đến nhà phải đi họp ấy. Tí ông họp á? Đi trường kia này. Họp về cái gì ông? Cái gì không biết à. Họp ở thôn hay là họp ở gì? Đi đường này mà, thấy ở kia nào.
Không, cháu để đây mà. Để đây thôi. Vâng. À, họp mà ở thôn đây là họp gì không? Mấy họp gì, nó bảo chủ hồ về đấy. À. Thế chắc là có khi là họp về trận vừa rồi là mưa báo lũ này không ạ? Vâng. À, chắc là chỉ có họp về về cái phần đấy thôi, chắc là triển khai. Thu nộp tiền. À. Ông nộp tiền gì nữa không? Dạ. Hôm nay là ông đội trưởng này bảo là giấy mới về với nhà 20.000. À. Thế là nộp mỗi hộ là 20.000 à? Vâng, cả cái cũ đây là 56.000. À. Thế vừa rồi ông từ dưới nhà lên thì mấy anh em thợ là đang ở dưới đấy hết chưa ông? Thấy hết bây giờ. À. Tôi làm cơm chín rồi, ăn cơm á. Vâng. À, sẽ đang chuẩn bị ăn cơm trưa rồi ông nhỉ? Vâng. Ông ơi, chắc phải đôi mình một cối cho cháu nhỉ? Ừ. Một cối thì che mưa che nắng cũng rất là tốt của bác ạ. Tốt mà hơi nóng một tí. Vâng. Ông đi cũng có mú sao rồi ông nhỉ? Ừ. Các bác cũng gửi mú cho ông khá là nhiều rồi. Vừa rồi nay mà không bị trơn ấy thì cháu đi được một tay vào đây. Vâng. Nhưng mà trơn quá, thôi cháu để bên kia một chút. Có nhiều mà mua lên thì mụ này nó không đuổi không hợp. Vâng. Phải mua rét đi, mua lẹm. Bây giờ mình đi đường cũ được chưa ông? Hả? Đi đường cũ hay là đi đường nào? Đường cũ thôi. Thấy bảo đường dưới này có xe máy đi nhưng mà chó ghê quá nhau nhỉ dưới này. Vâng. Chỗ hai con ạ không? Vâng. Mày đi học hay là đi đâu rồi ông? Hôm nay nghỉ rồi. À, hôm nay là đừng nghỉ rồi nhỉ? Vâng. Ồ, bụi ấy là lý nó. Vâng, cái ống ở trong là cái ống nhỏ ông ạ. Nhưng mà cũng nhẹ tay nữa không, cái ống này. Vâng. Đây để ông bên... Vấn đề nuôi là đi... Cháu đặt sau. Không gớ đâu ông. Vâng. Cái này vừa rồi là nhẹ tay mà ông. Vâng, nhẹ. Cháu còn đi xe, cháu còn vừa đi vừa điệu được mà. Vâng. Hàng cháu thì mỗi người là một đầu của bác ạ. Đây thì nếu mà hai người vác thì nhẹ nữa ông nhỉ? Nhẹ đúng. Đâu đó là tầm độ... như kiểu không có gì đặt ở trên vai đấy. Ừ. Tại vì nó dài quá, nó cồng kềnh. Thế à, dài quá. Vâng. Cái ống nước này thì là lấy xuống để mà lắp nước ở trong nhà vệ sinh các bác ạ. Lắp cái ống nước ở nhà vệ sinh ấy. Cái ống nhựa này là ống nhựa tiền phong, nó rất là bền. Những cái mà lạt vặt đấy thì là ở trên xá người ta cũng bán đấy, thì cho lực sẽ bổ sung sau, nhưng mà người ta bán không chênh lệch là đâu đó độ tầm là 15 đến 20 nghìn có bác ạ, giá nó ấy. Và cái thời điểm này thì nó đắt hơn, tại vì là đường sạt không có xe lên ấy, thì người ta nâng giá lên một chút. Đấy, nhưng mà từ đấy huyện lên thì nó cũng khá là xa, cho nên là người ta lấy công như thế thì cũng khá là vừa. Như nếu mà bây giờ mình đi xuống ấy chở đấy, nếu mà lấy xe máy tự đi chở thì riêng tiền xăng xe đã mất tầm 50.000 rồi, chưa tính tiền ăn uống này. Cái đường này có vẻ như ai vừa phát xong với ông nhỉ? Ai phát không biết được. Là đường đi xuống nhà của anh nhà Phòng của bác. Ở dưới này là nhà của bố anh Phòng thôi, còn nhà anh Phòng thì ở sang quả đồi bên kia. Thế nhưng mà hiện tại thì anh không ở bên đấy nữa, anh chuyển vào đây ở nhờ với lại là bố mẹ thêm một thời gian nữa. Khi nào mà có thêm kinh phí ấy, thì đến lúc đấy thì anh em mới tính ra mình tiếp tục là đi vào thực hiện. Cháu xuống dưới không? Có chứ ông. Ở trong xe cái còn đồ nữa. Đi ra đường bên này được không? Đường bên kia có đi được đâu? Không đi được, đường này. Ông à, ông vác một tí nhá, cháu đi ra. Vâng. Cháu ra kia lấy đồ trên xe này. Ông chạy đây.
qua xe thì để trong túi thì cũng rất là chật trộn, cho nên là cháu Lực sẽ để tạm đây đã, tí nó về lấy sau quá. Trên vùng cao thì hầu như dân cũng khá an lành để mà trộm cắp xe máy này, cô bác này người ta cũng không có trộm máy nào. Thế mà như ở dưới thành phố thì để xe máy ở ngoài thì đúng là sáng sau dậy còn mỗi cái bánh thôi. Có lúc trời mới lũ, sát từ lũ nào? Bé, lăn về ta, lăn ghê ta. Cơ tốt thừa ta, tầm á. À, về ta rồi ta. Ồ. Nhà của bố mẹ anh Phòng thì bên này là bị sạt lở khá là nhiều các bác ạ. Như ở cái video trước thì nếu mà các bác có theo dõi được rằng ấy, các bác cũng đã nhìn thấy là từ trên cao xuống sạt lở thì có một cái góc phần hiên mái nhà thì có một cái cột đã nó không nằm ở trên mặt đất nữa, nó đã bị lung lăng. Ồ, cái cây này gãy nữa nọ. Vâng không ạ, cái búi cây này nó bị nó nặng quá nó kéo hỏng gãy phần ở dưới rồi. Lá nó dày quá. Vâng, cái ghế đó không chắc thì chắc là cả cái ghế nó cũng lật đi luôn đấy. Những cái đồ này thì mấy anh em thợ thực hiện đấy, là mấy anh em thợ là thiếu bao nhiêu thì cháu Lực là bổ sung là bao nhiêu đâu các bác. Cái đồ này cháu Lực không có lấy là dư ra. Còn là ví dụ như những cái cốt này, những cái cốt này mà dư ra ấy các bác, thì mấy nữa cháu Lực sẽ lại tiếp tục làm đem đi giả. Nước suối kia có vẻ là về ít ít hơn một tí rồi ông nhỉ? Vâng. Ủa bên kia là sạt lở mới sao? Bây giờ tít xuống dưới kia thì có một cái nhà cũng đang chuẩn bị là làm nhà cấp 4 này của bác này. Làm nhà như kiểu là nhà của hai ông cháu đấy. Nhà dưới kia là nhà nào ông biết không? Biết rồi mà. Em trước cùng của nó thì làm thuê mãi. À, thế là nhà trước là ông kia trước cùng ông đi làm thuê à? Vâng. Ủa cái kia nếu mà chuyển vật liệu thì cũng không phải là gần đâu nhỉ? Đấy, cô bác, những cái đường mà men nhỏ ở phía bên này này cô bác này. Cô bác xe, này. Xe máy chìm luôn. Men ra tít trên những cái quả nhà lớn trên kia đấy. Tít trên kia. Nó chìm nhỏ, nó đi nó đang phơi phơn trâu đấy. À, dưới kia là đang chuẩn bị làm chuồng trâu để cho trâu ở, đúng không? Làm lán đúng không? Trâu, chuồng trâu chìm bên kia rồi. Cái này nên, lúc nãy là bây giờ nó đang phơi phân trâu, khu nó lấy giờ nó mới làm. Vâng. Thế là nhà kia chắc là thấy ông làm ở dưới làm nhà thì chắc là cũng là làm mà theo đôi chứ nhờ. Rất thế. Từ xưa thì nếu mà người ta làm ấy, người ta chỉ có đi mua gỗ về để mà làm thôi, nhưng mà gỗ thì không có được lâu các bác ạ. Cái nhà ở dưới này thì nó làm ở trên một cái rồi. À. Tí trên đường như kia. Vâng. Ở dưới đây là có 4 hộ đúng không? Ở dưới này 3 hộ thôi. 3 hộ thôi à? Vâng. Ba anh em nó. À, tức là ba anh em là ở gần nhau đúng không? Cái nhà ở dưới thì con ông chú. À. Hai nhà ở đâu thì con ông em, ông bác. Ở đây thì nếu mà một khi mà những ngôi nhà nào mà gần nhau các bác thì là anh em trong gia đình thì mới là ở gần nhau thôi. Qua đây làm thi Hà Nội được mấy năm rồi đấy. À, con trai à? Con trai. Thế là đi làm thuê Hà Nội về mấy năm thì là về là xây nhà. Vâng. Chắc là ở nhà cũng bán bớt trâu bớt bò đấy ông nhỉ? Vâng. Đi làm xa vài năm về thì chắc là có một chút về tiền kinh phí các bác. Nhà về nhà là. Mà cái đồ này nó là anh em nhà nó không biết xây mà. À, đây là nhà không biết làm đúng không? Vâng.
là không phải nhà nó đi anh em nó đi thôi đi thi làm nhà mãi. Có tiền về nó mua vật liệu thôi nhà, nó không biết làm. À, nó chỉ cần mua vật liệu về thôi không nhỉ? Vâng. Công thì là chắc là mua thức ăn này kia nữa. Ừ. À, trước kia mà nhà hai ông cháu là chưa khởi công đấy các bác ạ. À, là đang đào nền rồi, thì nhà anh Phòng này cũng đang trồng lúa này. Bây giờ thì lúa đã ra bông hết rồi. Nên nếu như mà thời gian vừa rồi không có mưa ấy, thì có thể là bây giờ nhà của ông thì đã hầu như là đi vào và hoàn thiện rồi. Ôi đây có một cây nấm to đấy không? Ừ. Đây này, đây là nấm gì đâu? Đây này. Chưa thấy. Cái nấm này có ăn được không? Ăn được không? Nấm nhỉ? Hả? Ăn được không? Cái này còn được á? Ừ. Ui, có một cây nấm nó vàng vàng thế này. Cực kỳ là to các bác ạ. Mà mù này cũng không phải. À. Cháu thấy bảo nếu mà người ta lên rừng ấy là nấm ấy, thấy là nếu mà những cái lá này này bị con sâu ăn thì là người mới ăn được đúng không? Vâng, họ bảo thế mà chẳng biết ăn được. Hôm trước ăn bị một lần nó không dám ăn. Cây nấm này nhìn trông to thật sự các bác ạ. Phải nói là bằng một cái bàn tay của cháu Lực đấy, to hơn. Hay nhưng mà nếu mà đi rừng ấy thì là những cái viền ở ngoài này này bị con sâu hay là con những con kiến nó ăn ấy thì là mình mới dám hái về để mà ăn được, bởi vì nó không có độc ấy. Hai ông cháu thì hiện tại là đi được một nửa đường rồi quá. Còn là từ trong vượt qua cái đồi măng nữa, măng đắng nữa. Hồ con dê nó lêu đấy. Dê, dê của ai bị ấy kia rồi không? Ông hồ. Hồ cuốn nhiều, vòng lắm. Đây là dê của nhà anh Phòng hay sao ấy? Nhà Phòng ấy. Đây nó bị cuốn này không? Được. Nên nó bảo thay không cho thay một chỗ khác à? Đó. Một chỗ cũ nó rồi. À. Cái chỗ cũ nó này. À. Không dám thay không nhờ? Không dám thay. Không phải sợ rằng là làm ơn mắc oán. Mình thay thì nó chiêu cũ nó bảo mình thay mới chiêu. Vâng. Những cái dê, những cái nhìn thấy dê mà đi người ta lấy buộc này này của bác này thì mình cũng không nên hộ người ta là lấy ra chỗ khác để mà buộc có cổ đâu. Chẳng may mà nó bị treo cổ ấy lại phải lúc đấy lại thành lại làm ơn mắc oán mà. Đấy. Trước họ bị mấy lần rồi. À, trước bị mấy lần rồi không? Vâng. Đây bảo mày không thấy dây nó cho thì nó không sao đâu. À. Như vậy lấy đi ăn thì có quan khác cho tôi. À. Thì ai bây giờ ai cũng không làm. À. Thế là bây giờ ai nhìn thấy là cũng không hộ chuyển đấy ông nhỉ? Chuyển thì... Vừa rồi thì ông thì là cái dây nó bị buộc ở đây các bác, nó bị quấn ở cái cây này cho nên là ông bỏ ra xong là buộc lại thôi. Chứ không dám là đem ra chỗ khác để mà buộc cho nó có cỏ cả. Chứ mà đem ra chỗ những con có cỏ mà buộc thì sợ rằng là bị treo cổ đấy. Nên là không may nó bị thế thì ta không có tiền rồi thì lại chớ. Đấy là mình lấy lòng tốt của mình lại thành ra là làm lại sai việc mất. Ôi ôi. Con gì này chạy đi theo cho được giật được. Con gì đuổi theo quá. Bây giờ thì hai ông cháu là túc tắc là đi di chuyển là đi xuống dưới đó cô bác ạ. À. Trời nắng này thì đi thì chỉ có mệt thôi chứ cũng không đi vất vả như mưa ấy. Mưa thì đi vất vả hơn nhiều. Ở hiện tại thì đã gần đến nhà của ông rồi. Ông thì vừa bác thêm là vừa điệu thêm một cây nữa. Còn là đây thêm một cây nữa. Cây này thì cháu được xé bác đi. Đây ra đến đây là nhìn thấy là hai vệ sĩ của nhà ông là lúc nào cũng luôn luôn là bảo vệ. Chạy lên tận trên này để mà đón được không?
chó của ông thì cũng hay thường xuyên là theo ông đi rừng nữa bác, thành ra là nếu mà ông đi xa quá thì nó không đi đâu, nó chỉ đi quanh quanh là ở cái khu mà ông khu mà ông ở này thôi. Ôi, đi trước đi. Nếu mà thấy người lạ về cái là người lạ mà ở tít trên đồi như kia là nó đây là nó sủa nhỏ cái chó của ông. Đi phải nói là từ trên kia xuống là liệu thêm những cái đồ gì đi phải toát hết mồ hôi. Hiện tại thì đường ở trên khi còn đang bị tắc nữa, không biết là mấy nữa mà khi mà vật liệu hết cố gắng này vận chuyển nó sẽ cực kỳ là khó khăn, không có đường nào ấy. Tại thì xi này cũng đâu đó là gần hết rồi, không biết là liệu chỗ này là còn đủ không. Chỗ này thì hiện tại là còn một nửa tấn thôi. Để ông đem đi xuống dưới luôn không? Mấy anh em thợ thì có vẻ như là đang nghỉ là chuẩn bị ăn trưa rồi các bác. Rác như là ra đến dưới này là nắng là còn cực kỳ là oi nữa. Hôm nay thì có vẻ là nhiều người đấy nhỉ. Giang cầm lấy kia cho bố này. Ăn cơm rồi. Chú ăn đi. Cháu ăn rồi. Ăn quả gì đấy hả Quyên? Khó ơi. Khó ơi, đi đâu lấy về? Hả? Đi ra kia lấy về à? Hôm nay các cháu cũng học, có nhiều nghề đấy. Hôm nay là được nghỉ đấy nhỉ. Mà anh thợ là không biết là hôm nay là ăn món gì đây. Món cay cay thôi. Hả? Ăn món cay cay thôi. Xem nào, hôm nay thực đơn các chú là có những cái món gì đây. Ô, oh, Cương à. Hello bác. Hả? Hello, chào chú nha. Hôm nay là cùng bố đi làm à? Hôm nay xuống phụ bố làm. Ô, sao lại có con? À, thế là các cô là có canh... Cảm chết ông ạ. Canh rau muống này. Thế là lạc nữa, cắm mắm nữa. Cắt à miếng man phải ta bớt cái đấy. Ăn đủ rồi. Cường ăn nhanh lên tí chú cho kèo mút. Anh lên. Cơm lên lên. Này. Thời tiết là xuống như này một cái là oi hơn hẳn đấy. Chú ạ. Ăn à chứ mà thừa bố. Là này mi sóc ăn. Bó nào? Lan trên kho nhà. Bao nhỉ? Nãy chú lấy kẹo mút để vào túi đây nhỉ? Không biết là đủ 4 con không? Nếu không đủ 4 con thì ai thiếu thì thôi nhá. Đây, Cường là bé là ưu tiên là cho con đầu tiên này. Đấy. Ai á? Ai, một con ơi. Nào, Quyết này. Rồi, đây. Từ từ thương như nào, có không? Hai bạn gái thì ai lựa chọn xúc xích với lại là kẹo mút này? Giang ăn cái gì? Kẹo mút. Kẹo mút ở đây? Kẹo xin chú ạ. Rồi nào, Thương này. Rồi. Đây còn các bác thì chắc là ăn cơm thôi, không có kẹo đâu. Có chứ. Hả? Có kẹo chứ. Các chú thì không có kẹo đâu, cháu mình chỉ có rượu thôi. Ông ăn cơm chưa? Hả? À? Thế là ông cùng ăn cùng thợ ăn à? Sao? À. Đây, thưa các bác, hiện tại thì mấy anh em thợ là vừa mới ăn cơm xong rồi các bác ạ. À. Bây giờ thì mấy anh em thợ đã đang nghỉ ngơi một chút.
Ở đây thì hôm nay cháu Lực đi xuống thì có vẻ như là nhìn thấy là mấy em thợ đã lên dàn giáo ở phần là cái mặt tiền rồi các bác. Này thì hôm nọ là ông cũng có kè lại thêm một chút của bác ạ, nhưng mà tuy nhiên là không có kè được rộng đâu. Nếu mà sau này muốn kè rộng ấy, thì ông kè lên tận đây thì nó mới rộng hơn. Hôm nọ thì mấy anh em thợ là hoàn thiện ở phía bên này được một chút rồi các bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên là do là trời mưa khá là lâu, thành ra là mấy em thợ không thể hoàn thiện được nữa. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa các bác đi vào trong để mà xem là ngày hôm qua thì mấy anh em thợ đã hoàn thiện là công việc gì rồi các bác. Ui, có vẻ như là phần nền nhà là mấy anh em thợ là ốp là hình như là gần hết rồi các bác ạ. Bây giờ có vẻ được ngồi mát đít rồi không nhỉ? Ở phòng ngủ ở phía bên này thì hầu như là mấy em thợ đã ốp xong rồi. Ui, có vẻ như là có trẻ con nhiều đi qua đi lại thì nên là thấy là sạch rất là nhanh. Ui, mà các chú là làm luôn bàn thái rồi à? Vâng. Bàn thái của nhà hay ông cháu thì sau này sẽ đến ra đến tận đây của bác ạ. Ông bây giờ là hình dung ra được là bàn thái chưa ông? Sau này thì chỗ trước mặt của ông ấy là mua cho ông thêm hai cái ghế nữa để mà ông với Mạnh là nếu mà chỉ có hai ông cháu thôi là ăn cơm ở chỗ này này ông ạ. Đấy, ăn cơm xong là nhìn ra view ra cửa sổ bên kia. Lúc nào mà có đông người thì có thể là giải mâm là ra ngồi ở phần chỗ anh phòng mà đang ngủ đấy các bác này. Chú thấy như thế thì có hợp lý không? Trong này nếu mà có khách bị nhiều ấy cho hai ông cháu là ngồi phòng khách, còn có hai ông cháu ở nhà thôi thì để hai ông cháu là ngồi ăn ở cái chỗ mà có cửa sổ này. Có hợp lý đó. Ông ở đây có mỗi hai ông cháu, chỗ này cũng ít khách. Này chắc là chỉ có như nhà khác nó nhiều khách thì lúc nào cũng ở đây nó cũng vắng vẻ. Mỗi nhà ông ở đây, mỗi nhà kết ở trên này thỉnh thoảng cũng ngày cấy mấy đông người. Vâng. Không cấy thì mỗi hai ông cháu ngồi đấy mà ăn, người bàn đấy ăn. Vâng. Hôm nào mà có khách hộ này kia thì chắc là lúc đấy mới có khách không nhỉ? Nhưng mà sau này mà nhiều hộ nhiều quá thì có thể là ngồi ở bên ngoài cũng được. Khách còn đông nhất chắc 2-3 mâm nữa. Vâng. Cái này làm xong cái này vẫn ngồi được 1 mâm. Vâng. Hôm nọ thì định là hôm nọ thì nếu mà định đổ đấy các bác, là đổ ra đến tận cái chỗ ngồi của ông này này các bác này. Thế nhưng mà đổ ở phần đấy rau xong thì có vẻ như là ra bên này nó hơi chật một chút. Cho nên là ông cũng nói với cháu Đức rằng là để như thế thì sau này sẽ không có tiện cho ông ấy. Cái này các chú đã đổ xay lên để chừa cái kích thước mà hôm nọ cháu bảo chú chưa? Chưa rồi. Chưa rồi à? Cái phần này thì hiện tại là chưa ốp là do thiếu gạch hay là như nào ấy chú? Đây làm xong. Dạ. Cái này hôm nào nước khí nó rơi xuống nhiều có để cái bàn thái xong mới ốp. Cái này là các chú chừa lại để mà hoàn thiện là cái bàn thái xong thì chỗ này là mới ốp sau chú nhỉ? Bây giờ ốp nó nước khí nó rơi xuống Vâng, lại cọ khó nhỉ? Nó không lâu được liên tục bởi vì nó rơi xuống. Vâng. Ở đây thì thấy là các chú là hoàn thiện thì cũng đã dọn dẹp là sạch sẽ rồi các bác. Phòng kia thì hiện tại là các cô thì đang ngủ trưa. Thế bây giờ thì ngủ trưa là ngủ trong này được rồi chú nhỉ? Được rồi. Ngủ đây mát. Vừa rồi chú bảo cháu mua ống nhựa là đi vào lắp ống nước chưa hả chú? Vâng. Nhưng mà cái này là lắp nổi hay là lắp nó lắp chìm xuống? Lắp nổi đúng không? Lắp nổi ra đúng không? Lắp chìm thì sau này nó bị bục và khó sửa làm ống nước ấy. Lắp nổi thì sau này nó mà bị rò rỉ thì mình còn xử lý được. Nếu mà lắp chim thì sau này nếu mà nó hỏng thì không sửa được, nó phải phá đến gạch. Bây giờ mình lắp xong thì mới ốp gạch thì mình để cái chỗ ống nhựa kia đi thì nó sau này kể cả nó mình hỏng mình tháo ra lấy cái mới lắp vào cũng được. Còn nếu mà mình làm chim thì mình phải đục gạch đấy ra.
phải thuê họ mới về làm. Vâng. Phải có máy móc thì người ta mới về làm. Vâng. Không kiểu những người nó biết làm nhưng mà không có máy móc, không được được cho nó lại không đáp ra như cũ. Vâng. Mình lắp nồi thì lúc nào nó hỏng cứ được tháo ra xong rồi lắp vào. Vâng. Phần phía nhà vệ sinh thì có bác, nhà vệ sinh thì trong phòng này cháu Lực sẽ lại làm thấp hơn so với lại là cái nền nhà, vì là cháu đi vào tí nhá. Sau này nếu mà nó sau này khi mà hoàn thiện đấy, hoàn thiện thì khi mà mình dùng nước ở đây nó sẽ không có chảy đi xuống nhà. Cái ống này thì chú định đủ đâu đấy, ống này. Ống này. Vâng, chú định làm thế nào? Chú định cái chỗ ống thoát ống nước này. Ống thoát nước không ra bên kia. Ra bên này đúng không? À. Nhà vệ sinh thì lắp đi sang bên kia, cái ống thoát nước không sang bên kia cho nó đi ruộng bên kia hết. Vâng. Nó tận dụng bên ruộng bên kia, nó tận dụng nước mà. Vâng. Nó kéo được một cái đường nước mẹt này đấy là ra là một là sử dụng, hai là nó tiện tận dụng vào làm nước ruộng. Vâng. Nếu như hôm nọ thì là lúc mà chú cháu mình đổ cái phần móng ấy là nó hơi sơ suất một chút, không thì mình để cái cây chuối ở đây này ông chú nhỉ. Để cây chuối ở đây thì khi nào mình hoàn thiện cây chuối nó bị phân hủy thì nó có lố rồi đỡ phải đục. Cái này hình như cũng đào sâu đấy, đào sâu hình như nó chảy ở dưới móng đi cũng được. Vâng. Chảy dưới móng đi, đào một lỗ đến dưới móng xong thì mình lồn cái ống nhựa vào. Vâng. Nhưng chỗ này mình lại lên thì mới dốc cho nó hút mạnh. Nhưng mà cái phần nền, cái phần trong này, phần trong này ông có muốn hạ thấp cho nó xuống nữa không ông? Hay là như thế là hợp rồi? Ông thì có vẻ như là hiện tại chắc là không hình dung được đâu. Không hình dung đấy được. Là mình làm thì chỗ nào nó tiện thì làm cho nó thôi. Vâng. Đằng nào mình phải hạ xuống một tí, nếu mà mặt bằng nó phải bằng chỗ này rồi. Vâng. Nó phải có một bước tầm khoảng 5 phân. Vâng. Ốp xong lên có 5 phân thì sau này để bên ngoài đây một cái khăn lau chân. Đi vào trong rửa chân này làm cái gì về mình có chỗ để lau chân thì mới không ướt vào nhà. Nếu mà cứ đi lại như thế này là nó chỗ vào cửa ra ngoài ướt hết rồi. Vâng. Đây mấy cái khăn mà hôm trước gửi cho ông ấy thì là ông nhớ đừng để cho Mạnh đem đi đâu nhá. Mấy nữa là để cho chân chú Toán này một hai cái đấy. Cái này thì chú cứ làm xem thế nào nó mà phù hợp thì chú làm cho cháu nhá. Làm cái này thì nó sẽ làm thấp hơn thì không có làm cao nữa. Nếu mà bây giờ làm cho nó bằng phẳng thì sau này lại phải xây thêm cái cửa. Xây thêm cái phần cửa này có bác làm cái cửa này, cái cửa này là bệ lại thấp, lại thấp hơn. Bây giờ có một mét tám tám thì nếu mà mình nâng lên làm một cái cửa thì nó lại làm cái cửa nó lại khó. Mình làm như thế này cho nó phẳng, chỗ này mình làm thấp xuống thì nó vừa. Vâng. Ở chỗ này thì phải tôn chỗ này lên nữa. Vâng. Cái ở phần này mấy đứa là các chú là phải làm cho cháu thêm một ấy nhá. Tách à? Là một cái tách riêng ấy, để lúc nào mình tắm thì nó không bay xuống cái kia. Chú làm cao cao cho cháu độ tầm là 1 đến 2 viên gạch cũng được. Tầm 2 viên gạch đi. Yeah. 2 viên gạch thì lúc nào mình giặt áo ở đây này thì nó mới không có bắn vào trong cái phần này. Cái phần này là mình không cho nó có nước, không có nước là một có nước nhiều rồi đấy. Chứ sau này nó chảy lênh láng. Cái này lắp cái buồn nước không chảy vào góc nào, nó chảy vào một góc ở đây. Vâng. Còn cái bên kia là chậu rửa mặt, mình xả xuống nó cũng chạy vào góc đây cho nó vào một cái ống đi. Còn nước rửa tay, rửa chân, đây rửa chân nó cũng vào một cái lỗ này đi hết. Còn chỗ khác là nó cứ nước dồn vào một chỗ hết. Sau này thì nếu mà làm ở đây này là coi như là cái chỗ này là mình đặt một cái vòi hoa sen đây chú nhỉ. Tại hoa sen là sẽ ở góc bên này, còn ra bên này là hoa sen bên trên đó. Bên này á? Vâng. Cái này không? Bên kia có một vòi nước vòi nước cái bô rồi. Vâng. Còn bên kia cái chậu tắm rồi. Còn cái vòi hoa sen ở bên trên này, bên trên. Ở bên này á, bên này nhưng mà không, bên này nó không, sau này nó ấy ra đây nhiều quá. Chú phải làm ở bên này này. Chú làm bên này thì mình cái vòi nó xịt đấy, nó xịt vào hướng mình thì nó sẽ bay ra là nó nhiều hơn. Nhưng mà làm góc trên thì nó ra nó không vướng. Dạ. Nhưng mà này hiện tại là nó có vướng gì đâu chú. Không, để nếu mà để vào góc kia thì nó tắm vào sang bên này, nó bắn sang bên này. Đúng rồi. Cũng để trên để góc bên kia, để góc bên kia bắn sang này. Nếu mà mình làm cái chậu ở đấy, mình để đặt cái dây đấy ở trên đấy thì nó lại đi lấy nó lại khó. Không. Còn đặt ở kia thì nó đặt là chéo sang bên này, nó tắm nó bắn sang bên này thôi. Vâng. Ở đây thì hợp lý. Ở đây thì gọi là
cái bồn là rửa tay thì sẽ để ra phía góc bên này này các bác này. Ở đây thì là cái toilet, còn ra bên này là cái phòng tắm. Đấy cứ à, bồn rửa tay ở đây. Đúng rồi. Bồn rửa tay là bên này. Rửa tay ở đây thì cái vòng hoa sen để bên kia là đúng không? Đấy, thì cháu bảo ấy. Nhưng vừa rồi chắc là chú cũng chưa hiểu. Vâng. Vừa rồi chú cứ nghĩ là cái vòi rửa tay là đây đúng không? Đúng rồi. Cái vòi rửa tay mình không ở đây đâu, để ở kia chú. Nếu rửa tay ở đây thì nó có cái nhà vệ sinh bên kia, còn cái vòi tắm thì để bên kia là đúng. Vâng. Đấy, cái phòng khách thì hiện tại là hoa sen để đâu đấy? Hoa sen để ra bên này anh. Đến cái vòi tắm. Vòi tắm. Là được rồi. Tại ở đây thì vừa rồi là các bác hình dung ra là cái phòng khách là sau này nó sẽ thiết kế là như thế. Vừa rồi thì cháu Lực lại là chú Toán thì cũng có trao đổi với nhau ở phía phòng khách rồi. Còn hầu như là công việc của hôm nay mấy anh em thợ thì có lẽ là mấy anh em thợ sáng nay là đi vào và lắp hàng ráo này, xong là hoàn thiện thêm là cái bàn thái nữa. Cái bàn thái này hiện tại là phần là phía bên này thì có lẽ là tầm độ ngày mai ngày kia thì các chú là mới đổ. Các chú là sẽ hoàn thiện là phần là mặt tiền trước. Hay ông thì bây giờ đã hình dung ra được một chút nào là bàn ăn cơm ở đâu chưa ông? Cái chỗ sau này thì nếu mà sau này chỗ này đâu ngoài có kinh phí thì sau này là ở đây là một cái tủ lạnh đấy. Còn ra phía bên này là nó là một cái bồn là rửa bát ở đây. Còn ra hướng rửa bát một chí thì nó lại có một chút khoảng tầm độ 50 cm để mình đặt vào một cái thất. Mình băm thịt thái dầu đấy. Còn ra phía góc bên kia là một cái bàn một cái bàn là bếp ga. Bếp ga ở dưới bên kia, còn một cái nồi cơm điện bên kia đúng không? Không, bếp ga bây giờ nhá, cái bồn rửa bát là nó ra đến đây rồi. Đấy, nó ra đến đây. Xong là chỗ này là để mà thái cơm, để thái rau thái thịt này. Còn ra bên này là để một cái bộ bếp ga. Thì là ngoài những cái bộ bếp ga ở đây thì nó sẽ gồm có là một cái nồi cơm điện ở đây này. Đấy, ra bên này là lúc nào mà hai ông cháu nấu cơm đây xong thì sẽ là ra bên này là ăn cơm ở đây. Đấy, thì nó sẽ quay vòng, nó sẽ tiện tay hơn. Vậy công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì cháu Lực cũng đã cập nhật cho các bác là cùng biết rồi. Và cháu Lực cũng đã bổ sung thêm vật liệu vào. Chắc chắn là thêm là 1-2 hôm nữa chỉ tiếp tục. Nếu mà cái gì thiếu thì tiếp tục là bổ sung sau các bác. Ôi, Giang với lại là chị gái của Quyết nhà Thương à? Là, hả? Thế là bà này tên là gì? Thơm à? Thương à? Thế tên là gì? Nhất. Nhất à? Nhà. Ô, căn cơm chủ làng cu ó cả. Cháu mượn Minh một tí, xuống đó điện thoại. Có vẻ như là có những bạn nhỏ này vào thì cầm rẻ là lâu liên tục quá bác. Lúc nào là gạch cũng bóng loáng này. Đấy, những cái viền ở bên ốp tường của bác nhé. Thì mấy anh em thợ lâu làm xong thì cũng lâu dọn là sạch sẽ rồi. Còn những cái đồ đạc ở bên kia thì lúc nào mà làm xong thì mấy anh em thợ sẽ hoàn thiện thêm. Đây, có lẽ là cái video này cũng tương đối là khá là dài rồi. Và cho Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Ngôi nhà thì hầu như là đã hoàn thiện, đã đâu đó là hơn một nửa rồi. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác. Ông là một tí là còn đi họp thôn hay sao đấy ông nhỉ? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.